Sự khác biệt giữa mainboard MarTech và ATX là gì? Hai loại mainboard này chủ yếu được phân biệt dựa trên kích thước. Mainboard MarTech, còn gọi là mainboard cỡ nhỏ gọn, thường có kích thước 24,4cm x 24,4cm hình vuông. Mainboard ATX thì có chiều rộng giống MarTech, nhưng chiều dài khoảng 30cm, tạo thành hình chữ nhật đứng. Do đó, khi mua mainboard, điều đầu tiên cần xem xét là độ tương thích với vỏ máy. Ví dụ, main MarTech thì không thể lắp vừa vỏ cây chỉ hỗ trợ ATX. Vì vậy, bạn cần hỏi kỹ bộ phận hỗ trợ của hãng vỏ cây về khả năng tương thích trước khi mua. Ngoài kích thước khác nhau, MarTech và ATX cũng có sự khác biệt lớn về khả năng mở rộng. Main ATX dài hơn nên thường có nhiều khe M2 hơn để gắn SSD. Hiện tại, main ATX phổ biến có 3-4 khe M2, trong khi main MarTech thường chỉ có 2 khe, rất hiếm khi có đến 3 khe. Khe cắm mở rộng PCIe trên main ATX cũng nhiều hơn. Ngoài khe cắm card đồ họa ở phía trên, phần dưới còn có nhiều khe để gắn các thiết bị khác như card âm thanh, card ghi hình, card mở rộng ổ cứng. Main MarTech thường chỉ có một khe PCIe nhân 16, sau khi gắn card đồ họa vào là gần như không còn khe nào có thể dùng tiếp. Ngoài ra, dù một số main MarTech có thể còn lại các khe PCIe nhân 1, nhân 4, nhưng chúng thường chia sẻ băng thông với các cổng M2, SATA hoặc thậm chí là khe cắm VGA. Khi bạn cắm thiết bị vào chỗ này thì chỗ kia có thể không dùng được vì chúng sử dụng cùng một kênh dữ liệu. Một số nhà sản xuất còn thiết kế khe PCIe ở vị trí thấp, rất gần khe cắm VGA, nên khi bạn gắn các đồ họa dày, nó sẽ che mất các khe PCIe bên dưới, dù còn dùng được, cũng không thể nhét vào.